Em biết là sao, nó dính automation đó. Rồi, để xóa automation nhanh nè. Thì tốt nhất là đừng nên chỉnh trên này, nhức đầu lắm. Yeah. Đây. Em tắt cái này là xong rồi, là hết automation rồi. Em tắt nút power. Ví dụ mình chỉnh nhiều cái xong mình tắt. Em muốn tắt hết này tao một cái. Rồi đây 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 đây. Hiện tại ở đây nó đang có hai ông. Khi em ấn ở đây á là tất cả mọi thứ đều kích hoạt. Ha, nhưng khi em tắt là tắt hết. Còn bây giờ em tắt một cái đúng không? Rồi. Bây giờ em tắt một cái á là bấm delete, đúng nghĩa là bấm delete luôn. Em muốn tắt cái này đúng không? Em phải kích hoạt cái này. Ngay dấu tích nè. Thấy chưa? Em thấy dấu tích hiện ra không? Chưa. Cái dấu tích hiện ra, bấm ngay đúng cái điểm đầu nha. Đó, chừng nào mà nó cái line nó mờ hoàn toàn luôn. Rồi. Đó, cho cái line nó mờ hoàn toàn luôn. Rồi, tiếp theo ha, chúng ta mở lại nè. Kích hoạt lại đi, nó còn một cách thì mở đại 2 3 cái luôn đi. Mở đại 2 3 cái luôn. Rồi. Mở đại 2 3 cái. Rồi, ấn nó đây mix nè. Mix. Delete automation. Delete yes, on. Đây đây đây. Visible là nó có phím tắt nè. Nó có phím tắt thấy chưa? Đây control command delete. Rồi, control command delete ha.